Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho anh em quý khách hàng một siêu phẩm đến từ Việt Nam do nhà máy Đô Hành lắp ráp và sản xuất. Một chiếc xe của Việt Nam nha anh em. Nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, đầu cabin tròn rất là đẹp luôn. Thùng cũng rất là to. Đây là phiên bản xe EZ49 số loại của xe này, phiên bản thùng kính. Cụm đèn pha halogen rất là trong, rất là đẹp, lưới tản nhiệt cũng rất là rộng. Xe nguyên zin, đầu cabin máy móc nguyên zin. Tải trọng chở hàng hóa là 22,1 tấn. Nói chung là thuộc phân khúc dòng 2,4 tấn. Một chiếc xe vô thành phố với 4,9 tấn là khối lượng toàn bộ. Và kích thước thùng khoảng là 4,2 m. Chiều ngang là 1,790. Chiều cao là 1,770 m. Thùng kính inox, lớp ngoài inox rất là dày. Có cửa hông và hai cái cửa sau dạng container. Đường kính mâm đồng bộ trước sau với đường kính mâm là 16 inch, vỏ là vỏ 7 inch, cũng rất là lớn, cho khả năng cổng tải rất là tuyệt vời luôn anh em. Thùng còn rất là mượt mà và rất là đẹp luôn. Đấy, xe sản xuất 2017, niên hạn sử dụng đến 2042. Đấy, một chiếc xe còn rất là mượt, gai, vỏ, lớp bánh phía sau còn rất là cao luôn. Thùng đây là thùng tiêu chuẩn từ nhà máy đóng. Thì thùng này lớp trong và lớp lăn kẽm. Ở giữa khung xương có xốp, sàn đây là sàn sắt kẽm thôi. Nói chung là một cái thùng tiêu chuẩn bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu anh em mua về có thể làm thêm sơ sơ vài thứ để gia cố thêm cái thùng cho nó chắc chắn và nó bền hơn, mà nó đẹp hơn, tùy theo mục đích nhu cầu sử dụng và chở hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn. Đây là bên mình bán theo cái thùng tiêu chuẩn bình thường, và xe này xe bình thường tiêu chuẩn thôi, không có gì đặc biệt. Và mức giá bên mình dự kiến chờ bán em nó cho quý khách hàng của các bạn EZ49 này với mức giá là 260 triệu có thương lượng cho anh em đi xem xe và trải nghiệm xe bên mình. Cầu rất là lớn luôn, nhíp 2 tầng, rất là dày và cứng cáp luôn anh em. Khung sắt xi không mục mọt nha. Sàn hùng và đã nghe này dọc cũng còn rất là cứng cáp nè. Nói chung là xe rất là ok. Nói chung là xe đời cao mà. Đó, anh em thấy khung sắt xi không mục mọt. Cầu rất là lớn nè, không xì nhớt. Đấy. Nói chung là mọi thứ đều còn rất là ổn và rất là bền cho cái em này. Rất là đẹp luôn, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt. Xe này thuộc máy là động cơ của Isuzu nè. Máy cũng rất là khỏe luôn. Sản xuất 2017 nha. Đó, xe này thì nếu anh em mua về chạy hàng hóa cũng rất là ok và rất là bền. Phụ kiện thay thế cũng rất là nhiều với cái dòng xe này. Xe liên danh động cơ Isuzu và công nghệ lắp ráp tại Việt Nam do nhà máy Đô Hành lắp ráp và sản xuất. Nội thất rất là đẹp, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm rất là đầy đủ. Trong đầu cabin này thì nó hơi chặt một tí xíu. Đó, có cái dòng ES65 thì đầu cabin nó to hơn. Xe đi được 59.000 km, tương đối. Xe gần 4 năm mà đi như vậy mình cảm thấy rất là tương đối. Vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Xe có máy lạnh, mát rất là mát luôn, lạnh teo luôn anh em. Xe máy lạnh rất là tuyệt vời luôn. Hộp số 5 số tiến 1 số lùi, cần số cũng rất là to, cầm nắm cũng rất là dễ dàng và thoải mái. Nói chung là nội thất không gian như thế này mình cảm thấy cũng rất là ổn. Ghế 3 chỗ ngồi bọc da cũng rất là sang trọng. Đấy, cái dòng EZ49 này rất là, đang rất là hình thành về phân khúc mà giá rẻ và chất lượng cũng rất là ok. Xe của Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao quá nè. Nội thất không gian của cabin rất là rộng rãi và thoáng mát luôn. Đó, 3 chỗ ngồi bọc da rất là sang trọng nè. Đấy, được trang bị rất là đầy đủ cái tính năng trên cái dòng xe này. Xe tải của nhà máy Đô Hành. Nói chung xe còn rất là gọn, đẹp, sạch sẽ và rất là bắt mắt. Mọi thứ trên xe đều còn rất là ổn và rất là ok. Để anh em quý hàng ơi suy nghĩ đầu tư em này, nếu mà cảm thấy phù hợp thì cứ gọi ngay cho mình hay số điện thoại 0937965342 để đến đây xem xe, trải nghiệm và lái thử và cảm nhận em nó. Nếu cảm thấy ưng ý có thể đưa em nó về phục vụ mục đích kinh doanh chạy hàng hóa cũng như là vận tải vận chuyển của anh em quý hàng của các bạn. Giá cả thì có thể thương lượng bớt lọc lá cho anh em về làm ăn cho nó may mắn, thời điểm giá cả mình bên mình có thể linh động ra lọc cho anh em. Động cơ của em nó khoảng 2,7 lít này, động cơ Isuzu rất là xịn sò luôn.
4 kỳ bóng xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp nguyên zin, động cơ này nguyên zin nha nè, công suất là 80 kW, tầm cho 3.400, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, động cơ nhìn rất là khỏe khoắn luôn, động cơ nghe tiếng máy rất là im, máy Isuzu rất là tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ im luôn nha nè. Dòng xe mà trang bị khói động cơ với Isuzu máy móc rất là im luôn, cực im đấy, máy móc rất là đã luôn, nguyên zin không đổ hơ. Nếu anh em cảm thấy thích cái dòng này cứ gọi ngay cho mình hay số điện thoại 0937 9342 để anh em xem xe trải nghiệm và lấy thử em đó. Máy lạnh turbo tràn áp rất là đầy đủ, động cơ nguyên zin, máy nghe rất là đã luôn. Một cái dòng xe của Đô Thành Việt Nam đó ra và sản xuất trên nền tảng động cơ liên danh Isuzu, rất là tuyệt vời, thùng rất là dài, nói chung là mọi thứ đều còn rất ok, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nếu anh em quan tâm nhầm sản phẩm này thì cứ gọi trực tiếp với mình lên số điện thoại 0937 9342 để đến đây lái thử trải nghiệm cảm nhận em nó. Xe thì còn đăng kiểm đến tháng 11 năm 2021, đăng kiểm còn rất là dài luôn á nha. Đó, đầu cabin tròn thiết kế dạng lạc, rất là dễ sửa chữa bảo hành với cái dòng xe này. Đấy, mọi thứ thì còn rất rõ mà rất là ok. Nói chung là mình xin nói thêm về cái thước tổng thể của em nó, với chiều dài là 6m, chiều ngang là 1m9 30 và chiều cao là 2m7 60 Đô Thành. Đó là cái thước tổng thể tính từ đầu cabin đến thùng xe. Kích thước thùng là 4,2m, chiều ngang là 1m7 90, chiều cao là 1m7 75. Thùng rất là to, không gian nội thất cũng rất là rộng rãi. Nói chung xe rất là tuyệt vời, sản xuất 2017. Tải trọng cho phép chở hàng hóa là 2,2 tấn, khối lượng bản thân là 2,6 tấn và khối lượng toàn bộ là 4,9 tấn vô hình phố được. Một chiếc xe gọn, xinh xắn, đẹp đẽ của nhà máy Đô Hạch, lắp ráp và sản xuất IF49 2/4. Cảm ơn anh quý hàng của bạn đã theo dõi cái video giới thiệu báo giá về cái mẫu xe cũ của bên mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng trong những cái video tiếp theo về báo giá cũng như là cập nhật tình hình xe thể cũ, cũng như là đưa đến cho anh em quý hàng những cái dòng xe thể cũ đang thịnh hành, và cũng như là những cái dòng xe thể cũ và giá cả hợp lý cho anh em quý hàng các bạn có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn khi mua những cái dòng xe thể cũ như thế này. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều.